dạ. Tôi nói tôi đặt rồi tôi chống còn hơn cái gì nữa. Tôi chống sao lại ra được chứ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại thầy Tú đã thượng xong hai chi dung thầy và tấm luật tự Di Đà ha, đã xong cho đồng đạo rồi. Như thượng cái ngôi này thì miếng tranh của quyền hiện tại trong gia đình đã có sẵn, thì mình không có thượng cái tấm của quyền ha. Rồi coi như đã hoàn toàn cái ngôi thờ cúng trang nghiêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào toàn thể chư quý vị. Thì tiếp tục chương trình đi thượng trang, thì hôm nay Đại Tú đến đây thuộc về địa phận của xã Mỹ Đức của huyện Châu Phú. Cái này Mỹ Hòa. Đây ấp Mỹ Hòa. Dạ dạ. Thì ở đây thì nói chung là thượng chỉ có tam bảo cho dung thầy và lục tự thôi. Giờ đây mời quý vị chúng ta coi qua chương trình nè. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, đây là cái tấm ba chàng già với hai viên dung thầy, hình này hình vi tính đèn led ha, với tấm lục tự nè. Thầy Đại Tú bây giờ chuẩn bị sẽ gáp vô rồi mình sẽ thượng lên ngôi thực cúng này ha. Rồi lấy cái ghế đó, bắt cái này là chưa dễ bắt bên đó hả? Hả, cửa không bắt bên đó hả? Muốn làm bên nào bắt bên đó. Gió, đó là đây, nó gió. Lên các bạn này nghe.
Thì đưa giùm em cái kèm giùm em. Cái kèm. Dạ, kèm mà đổ mà ra, ở ngoài ra chứ. Nhốt
Yeah.
Thì hiện tại thầy Tú đã thượng xong hai chữ dung thầy và tấm luật tự di đà ha, đã xong cho đồng đạo rồi. Như thượng cái ngôi này thì miếng tranh của quyền hiện tại trong gia đình đã có sẵn thì mình không có thượng cái tấm của quyền ha. Rồi coi như đã hoàn toàn cái ngôi thờ cúng trang nghiêm rồi. Nam mô đạo Phật, kính thưa quý vị, thì thầy Tú đã thượng xong. Giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Nam mô A Di Đà Phật.